Chó nhận chủ ấy là đây này, chó nó đang gặm quả bóng vào trong miệng nhé. À, thò tay vào lấy ra này, cầm ở trên tay này, là chỉ có liếm thế này không nào. Đây, xòe tay ra đây. Đấy, xòe tay ra thì đưa thì nó lấy. Yên đấy, đấy đứng yên đấy, cho con nó tì tí đã, cho con nó tì tí. Đưa đây, anh cầm anh giữ hộ cho. Kiểm soát được con chó nó nhận chủ thì nó đang ăn hay nó đang chơi, chúng ta có thể lấy đồ ăn hay là đồ chơi của nó được, nó sẽ biết lúc nào cho thì nó được chơi, lúc nào cho thì nó được ăn. Chứ không phải là cứ nó cầm, mà nếu mà ai mà rơi vào trường hợp mà cầm đồ chơi mà con chó nó gừ, nó không cho lại gần ấy, thì là nó chưa nhận chúng ta là chủ đâu nhá. Chó mẹ đang cho con ti này, đang cho con ti này, nhưng mà đồ chơi thì vẫn ngậm ở miệng, quả bóng đồ chơi vẫn ngậm ở miệng. Em ti no rồi hả? Tí nữa rồi chơi. Đây, cầm ở trong tay mà cầm chắc là nó không có gì nữa đâu. Nào, nào, thò hẳn ngón tay vào bên trong mồm này. Đây, lấy đi. Rồi, ngậm yên đấy, đứng yên chờ tí nữa con nó xong, nó ti xong rồi ra ngoài chơi. Đấy, kiểm soát thì nó là như thế. Chó càng to thì phải kiểm soát nó càng tốt. Đồ chơi cũng vậy, đồ ăn cũng vậy. Lúc nào cho nó ăn mà con lấy ra thì nó phải hoàn toàn để cho chúng ta lấy ra thì mới được. Chứ nếu mà nó gừ là không được. Gừ là nó thể hiện là nó vẫn chưa hoàn toàn nó tuân thủ chúng ta là chủ đâu. Đây, nó đang dọa con đấy nhá. Nó không cho con nó lại lấy quả bóng này. Con lại gần là nó gọi dọa, nó gừ, nó giữ quả bóng của nó. Chúng ta mà hoàn toàn chúng ta kiểm soát được con chó nó coi chúng ta là chủ ấy, thì đây, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thò tay hẳn vào trong miệng như thế này, lấy ra. À, chỉ liếm thôi. Không, anh giữ rồi. Và cầm là phải cầm chắc, chứ không có cầm được nó gãy ra, để cho khi mà nó gãy ra mà nó làm rơi cái quả bóng ra thì lần sau nó sẽ gãy mạnh hơn. Nó cố nó gãy để cho quả bóng nó rơi. Còn chúng ta cầm chắc rồi thì nó sẽ biết là cầm vào trong tay là không có lấy được. Đấy, vẫn đang ti cho con ti nhá. Đây, cho bọn con nó ti xong đi. Rồi, tí nữa rồi chơi. Đây, cầm ở trong tay mà cầm chắc là nó không có gì nữa đâu. Nào, nào, thò hẳn ngón tay vào bên trong mồm này. Đây, lấy đi. Rồi, ngậm yên đấy, đứng yên chờ tí nữa con nó xong, nó ti xong rồi ra ngoài chơi. Đấy, kiểm soát thì nó là như thế. Chó càng to thì phải kiểm soát nó càng tốt. Đồ chơi cũng vậy, đồ ăn cũng vậy. Lúc nào cho nó ăn mà con lấy ra thì nó phải hoàn toàn để cho chúng ta lấy ra thì mới được. Chứ nếu mà nó gừ là không được. Gừ là nó thể hiện là nó vẫn chưa hoàn toàn nó tuân thủ chúng ta là chủ đâu.